Huấn luyện viên Hansi Flick bị sa thải vào tháng 9 sau 5 trận không thắng và lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Đức bị loại ở vòng bảng World Cup. Đức sẽ có hai trận giao hữu gặp chủ nhà Mỹ tại Connecticut vào cuối tuần này và Mexico vào giữa tuần sau. Huấn luyện viên Nagelsmann sẽ tìm cách giải tỏa áp lực cho đội tuyển Đức. Giữa lúc dư luận chờ đợi một cuộc thay máu và trẻ hóa, huấn luyện viên Nagelsmann khiến mọi người bất ngờ khi danh sách đội tuyển Đức có sự trở lại của nhiều cựu binh và một số tân binh ít tên tuổi. Đảm nhận vai trò thay thế Flick vào tháng 10, huấn luyện viên Nagelsmann cho biết việc lựa chọn của ông sẽ dựa trên nhu cầu thực tế chứ không phải danh tiếng hay tiềm năng. Nhà cầm quân 36 tuổi này đã điền tên những nhà vô địch World Cup 2014 là Thomas Müller và Mats Hummels, đều 34 tuổi, trong đội hình và gần đây nhất chơi cho Đức là tại Euro 2021. Với 12 thành viên trong danh sách 26 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên, Nagelsmann, người có hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Đức, DFB, đến hết giải đấu mùa hè năm sau rõ ràng đã ưu tiên những cầu thủ kinh nghiệm với hy vọng giành chiến thắng lúc này. Khi loại Hummels khỏi đội tuyển Đức dự World Cup 2022 để thay thế trung vệ 20 tuổi Amo Belokochak, huấn luyện viên Flick cho biết quyết định của ông không phải chống lại Mats Hummels, mà là ủng hộ các cầu thủ trẻ hơn. Belokochak sau đó không được thi đấu một phút nào ở Qatar trước khi Đức bị loại sớm. Trung vệ kỳ cựu Mats Hummels trở lại đội tuyển Đức. Trong khi đó, Nagelsmann cho biết Hummels được chọn nhờ kinh nghiệm. Hummels cũng là một huấn luyện viên giỏi và có thể dẫn dắt những cầu thủ khác bằng sự hiểu biết về chiến thuật của mình.